Mình vừa đáp chuyến bay xuống Hà Nội xong. Hà Nội đón mình bằng một cơn mưa thối đất thối cát. Đi trên máy bay nó lắc cho một phát thôi, đằng mấy chị mấy bác đằng sau, mấy bác cao tuổi đằng sau cứ hú lẹ thôi. Úi giời đất ơi. Thế là bây giờ mình quay một cái vlog. Đêm đói ăn gì? Dẫn các bạn đi ăn một quán xôi ở giữa ngã tư Hà Nội, vỉa hè Hà Nội luôn. Và cho các bạn xem cái không khí lúc 3 giờ đêm ở Hà Nội mà ăn đêm nó như thế nào. Cái vẻ mặt này, vẻ mặt đi ăn trực đấy các bạn ơi. Thế ăn chịu trực rồi á, chứ, biết sao giờ. ăn trực á. Đấy nhá, cái quán này là Hàng Nghĩa nó giới thiệu tôi ăn. Thế là ngày hôm đấy nó rủ tôi ăn xong, tôi thấy nó ngon quá, thì tối nào tôi cũng rủ đi ăn. Nhưng tôi lại thằng trả tiền đấy, thằng này nó ra nham hiểm lắm, nó gài là rủ tôi đi ăn chỗ ngon xong nó là thế là tôi lại rủ nó đi đến la chở tôi đi ăn. Thế là tôi lại thằng trả tiền. Thằng Nghĩa này sống nham hiểm thật sự luôn. Kiểu là những quán xôi như này thì mọi người thấy rất nhiều ở Hà Nội, nhưng mà một cái quán ngon mà thì kiểu là ăn ăn ngon bổ rẻ đi đấy, ăn ngon và thân quen đấy, thì mình phải lựa đúng, mình phải nghe truyền mồm truyền tai nhau là quán này ăn được lắm các thứ, mình sẽ đến ăn ăn xong mình cảm giác ở đây ok, nó hợp với khẩu vị của mình thì mình gọi nó là quán tủ luôn. Chứ ở Hà Nội là các bạn ở vỉa hè Hà Nội ở ngã tư này thì nhưng mà xôi này nó không không thiếu. Nhưng mà quán là chị là chị tôi cảm giác là sao nhỉ, cảm giác là chị cho nhiều topping và ăn rất là đã, hiểu thế. Đây là thứ mà tôi mong chờ nhất, đó là được ăn một bữa thật no. Ủa thơm vãi chưởng nhá. Cái lúc mà tôi nhớ là khi mà mình ăn một món gì đó hay là mình thưởng thức một món gì đó như kiểu xôi hay bánh mì, cái khoảng thời gian đẹp nhất ở Hà Nội khi tôi ăn đó là khoảng ra mùa đông. Tôi và thằng Nghĩa ông ấy vác mặt nhau ra giữa buổi tối lạnh mười mấy độ, hai thằng ra ăn xôi ngồi mẹ co ro một góc, mà sao không qua mẹ cái hộp xôi đấy nó ngon thế chứ này. Mấy cái hộp xôi đấy ăn nó dã man thật sự luôn, ăn nó no, kiểu nó no đến ngày hôm sau luôn đấy, quá nhiều chất luôn. Nên là khi mà các bạn ăn xôi hay bánh mì thì lựa chọn cho mình một cái khoảng thời gian ăn đẹp nhất ở Hà Nội, đó là ăn vào mùa đông dã man luôn. Quả hộp xôi vẫn như một năm trước. Vẫn như một năm trước, không khác gì mấy. Vẫn một đống đấy. Topping 30. Topping 30, dã man thật sự luôn. Cho sổ là bao tiền nhỉ? 30. Cho sổ này 30. Đấy, một cái các bạn yên tâm là các bạn ra thế nào nó vẫn là 30 các bạn nhé. Không phải là hôm nay mình ra quay nó rất nhiều mà nó vốn dĩ là thế thôi. Đúng rồi. Anh chị luôn luôn trong cái tiêu chí là ngon bột dày. Bởi vì là làm đêm mà, đâm ra là những người ăn đa phần đều là những anh em kiểu làm đêm rất là mệt, đâm ra là các anh chị cũng rất là kiểu tâm lý làm rất nhiều topping và giá là cực kỳ là bình dân. Đây là bánh của mình 20. Rồi, 20 ở đây có những cái gì? Topping. Bánh này là bánh đầy đủ thập cẩm, trứng xúc xích này, chả cộng với cả thêm một tí bò khô. 30.000 mà ăn đêm nhé, 30.000 này tôi nghĩ rằng là một cái suất rất là nhiều đấy, bổ thì chắc chắn là thừa calo rồi. Rẻ thì 30.000 tôi nghĩ là một cái giá nó rất là rẻ, nó không đắt. Mẹ ngày xưa lúc ở nhưng mà Hà Nội 90 cân Nghĩa cứ rủ đi ăn, mẹ nó cứ béo vãi đái. Các bạn là anh em đã làm đêm đói hốc hốc gọi là cái ra một suất này về ngủ ấm bụng. Ừ. Là ngày xưa lúc mới làm stream là toàn ăn giờ này, còn giờ này ngồi ăn rồi mới làm xong rồi đi ăn. Nhưng mà ở đây được cái là có đông người, các bạn đông người, nên là sau một khoảng thời gian mình cứ ngồi mình livestream ở nhà, mình cứ ngồi quanh quẩn ở nhà nguyên ngày, xong kiểu tối ra đây nhìn mọi người ngồi trên cái lan can kia thì kiểu cuối tuần ra sinh viên nhỉ? Đúng rồi, ngày nào sinh viên biết là cuối tuần sinh viên lên ngồi đánh đàn cúp tùm đấy, không vượt à, thế là kiểu cảm giác mình được hòa đồng với con người ở xung quanh ấy, mình đỡ nó a đuổi đấy. Bây giờ ăn với nhiều quá không cho mọi người xem được bên trong có gì đấy. Bên trong đây có trứng này, có chả này, có thịt này, thịt ba chỉ luôn nhá, xúc xích, chả, thịt xúc xích đấy, ba tê. Mẹ một bộ combo phải đến 5 món. 5 món à. Cả nộm nữa à, cả nộm nữa. 3 lít. À 30. Đã luôn. Thịt quả thịt trông nườn, cả nạc cả mỡ trông đã.
Thật sự là gãi luôn các bạn. Bíu cho phù rồi. Ở đây là một khu cũng khá là vui nhộn, bởi vì nếu như bạn nào mà cũng biết thì ở gần đây thì có đại học Vũ Trường Viễn Thông. Nên là đêm đến đây rất là vui. Vũ Trường Viễn Thông là một là mỹ thuật. Mỹ thuật hả? Giờ mỹ thuật. À, đêm đây họ đông á. Cái khu rất là vui các bạn ạ. Cái chỗ từ đường Trần Phú này cuối tuần trên cầu vượt. Nó phải gọi là kín cầu vượt luôn. Nào ngồi đánh đàn, chém gió nói chuyện, mẹ giải chiếu ngồi uống trà đá. Nhà mình là một thằng ăn kiểu tục. Ăn bằng kiểu topping này chỉ thích cho hết vào mồm thôi. Ăn đúng kiểu tục luôn á. Kiểu mỗi là mình cho ít trứng, là ít pate, ít ít giò, đủ mấy ít xúc xích, cho một phát là mồm nhai, đã. Người ta nó gọi là nó phê á. Nó phê á, nó phê. Xuất luôn đấy các bạn. Đấy, nếu mà anh em nào ở cái quanh khu vực Trần Phú, Hà Đông này, quanh khu vực Hà Đông mà kiểu là có muốn bạn dẫn bạn bè đi ăn ở đâu, hay là muốn tìm một chỗ mà ngồi ăn uống chém gió thoải mái và nó được ngắm xe cộ đi lại và cũng có một cái không gian khá là chill như thế này, thì các bạn có thể đến chỗ của anh chị đây. Địa chỉ là 20 Trần Phú Hà Đông. Đấy, địa chỉ 20 Trần Phú Hà Đông, ngay cái biển đường Trần Phú luôn, ngay ngã tư luôn. Các bạn đến phát là các bạn nhìn là giận ra luôn. Đấy, cạnh chị hay bán ở cạnh cái chỗ Thế Giới Di Động, ở chỗ đèn đỏ xanh này. Ngồi đây mà dẫn người yêu đi thì phải bếu đi phù luôn. Hai đứa làm mỗi người hộp xôi. Đấy, về ôm nhau ngủ đến sáng, ai ngủ đến trưa. Còn bạn nào thất tình ấy thì mình cho các bạn một option. Đó là các bạn mua một cái bánh mì. Đấy, các bạn ra cái chỗ góc góc đằng kia kìa. Cái chỗ góc góc mà tách biệt mọi người ấy. Chỗ xa xa kìa, mấy hàng cây ấy. Các bạn ngồi đấy các bạn ăn nó đã lắm. Mẹ một kiểu là cảm giác là thất tình cực sướng luôn. Là một người thất tình cực sướng luôn, bạn sẽ là người hạnh. Người thất tình hạnh phúc nhất thế gian, rõ ràng. Anh vừa hỏi chị bán là bán 21 năm cơ. 21 năm cơ. Thế là em sao cái thông tin đâu em biết là chị bán được hơn 20 năm rồi. Thì trước mình cũng có ngồi nói chuyện kiểu là ngồi tâm sự với anh chị cũng kể. Thì tôi em là người cũng kiểu là thích giao tiếp ấy. Mình là bình luận viên rồi các bạn. Xong rồi chị cũng kể là anh kể. Anh cũng kể là bán được hai mấy năm rồi. Rồi, đúng rồi. Tí chuẩn đó. Ok, tí chuẩn các bạn nha. Chị bán được 8 năm. 8 năm.